Mấy anh em thấy điện thoại chung mà mũi bu cỡ này mình thấy không? Nó mũi á mọi người, nó ghê gớm không? Úi giời ơi, khủng khiếp trời đất. Mọi người thấy được cái tình hình mà mũi không mọi người? Thấy không? Nó bàn tay chung nè, móc cục mồi không kịp mũi luôn nè. Ghê không? Cục mồi mà chưa dắt kịp là mũi nó bu, nó hút chắc hết mấy sen máu. Mấy anh em thấy 1.000 con mũi chích mình để mình chinh phục được một mớ cá như thế này có xứng đáng không anh em? Hôm nay là chung có mấy anh em dắt chung đi câu ở Tân Hưng nha mọi người. Hôm nay đổi điểm quýnh hầm đi. Buổi chiều mấy anh em nó hô cá quýnh trong hầm có râu lớn anh em. Thì giờ chung chạy xe vô tới trong thử coi tình hình có hay không nha mọi người. Chứ mấy anh em thì lội bộ mà chung lội bộ xa quá chung lội không nổi. Để chung chạy vô tới chỗ chung quay cho mọi người xem. Chào chú. Để chung quay vô cái đường này nó hơi xấu đi nha nè ha. Cái đường này là đường cặp mí mí ruộng mọi người, mí ruộng mấy cây. Đó, mọi người thấy không? Thì cái hàm nằm phía bên đây. Nói chung cũng hên xui anh em ơi. Anh em báo có cá thì mình mừng có cá thôi chứ giờ có biết sao giờ. Đó, để Dung chạy thử cho anh em xem nha. Cái chỗ mọi người, trời ơi, bữa nay chung đi chung với em Ngân luôn nha. Vừa lên tới chỗ là lên cá rô luôn anh em, quá sướng. Xèo tay các bạn ăn. Đó mọi người, chắc cũng khoảng 3 ngón đó nha. Quá êm. Chung chuẩn bị xuống lỗ luôn là mấy anh em ở đây có. Vừa mới móc một cái lỗ nè, mọi người thấy trước mặt chung nè, đang xì tim. Bây giờ chắc quýnh vài ba cục mồi thử cái tình hình ăn hay không. Thì chung với Ngân sẽ di chuyển ra kênh quýnh mọi người. Thì trước mắt là cứ quýnh ở đây đi. Chung xuống lại cái lỗ nha nè. Tới con này là tới cái coi tới dạ. trời ơi ngã cái phao nhưng mà không chịu tới luôn. Trời ơi thôi cũng được đi, mở hàng cái đầu tiên lấy hình chung thả nha anh em, lấy hình xong dục xuống luôn á. Đẩy cái tim anh em, nó đang đẩy cái tim, nó đi luôn. Thấy đẩy cái tim nhuyễn là chúng biết nó lợi rồi. Cỡ tầm 23 chưa có Hugo anh em ơi, tạm ổn đi, mới khởi động mà. Nhiều chưa anh? Bộn hả? Bộn. Lén gì, đi công khai chứ lén gì, khỏi ai lén. À vậy đó hả? Trời ra ruộng gặp em rồi chứ khỏi trốn. Trời ơi, mini game rất là phải rồi. Trời ơi bởi vậy không kịp chứ mấy cá nhỏ này, mà mấy nhỏ đang vô ăn quá ăn. Còn tí mấy cá nhỏ ăn lẻ lắm, cá con nhiều. Đứng mà nằm. Nằm mà đứng. Trời ơi cũng không bự luôn mà làm gì ghê vậy fan. Bởi vậy tại vì cái mực nước anh quýnh ra mới sáu rồi.
Trời ơi, quá lớn nha, chúng tưởng nó con Hugolina. Ba lỗ, ba mức phao, bó tay luôn. Cái lỗ này hồi nào lại cũng tim bự, tim lớn lên mà cái nhỏ ăn không, không hiểu nổi. Nó. Quái lạ. Ghim tim vậy luôn. Trời ơi trời. Dính cá mà dính cả lục bình nữa, tung chữ con cá gì bự lắm luôn mọi người. Trời ơi, vậy cũng rớt luôn nữa. Nó, trời ơi, thắt lát. Thắt lát này ơi. Nhiều chúng tưởng có trời nhắn xuống chứ. Chiều tà hơi ngược nắng nha, đó thật lạc vậy mà nhắn tưởng đâu cái trê không mọi người, quá đã tay rồi. Trời ơi, mọi người thấy cái phao đẹp cực kỳ không? Trời ơi, nó nhúng nhẹ đi, sâu ơi là sâu luôn. Cái lỗ này mấy cá này hành quá trời hành này. Ở đâu, đây. Thắt lát mới chịu về nha. Đó, bằng con thắt lát chung nãy mọi người. Cỡ đó luôn nha. Công trong miệng cống mới chịu thiệt chứ. rình chỗ nhiệt không à. Dữ thiệt. Thả mồi xuống chào nước đã. Mình ăn cái gì không hiểu nổi. Đứng đâu ra gửi cá trê gồng, hết sức gồng luôn, cũng có rô. Gửi lên tim nãy giờ cũng đúng được anh em. Giờ nãy mà rô cũng còn ăn, lạnh lùng. Thấy cái tim lên thiệt bự. Con bóng tròn lên bự lắm nè. Gịch xuống, gịch ngang. Nhúng thêm phát nữa đi em. Trời ơi, nhúng cái phao lên, nhúng xuống rồi im ru là sao? Là sao? Đi cho ngọt ngào một cái coi. Đi cho ngọt ngào. Ui, đồ tê quá ngăn ơi. Mọi người quá đã nè. Tới công chuyện mọi người. Quá sướng rồi. Giờ nó chịu ăn rồi đó trời. Quá đã. Tơi lắm tơi luôn nha.
Chứ vậy mà không phải cá trê. Thuyền bự mà anh tính lên tim đẹp cỡ ở đó luôn mà nó không phải cá trê. Trời ơi. Thiệt bởi vậy. Ngân mới làm rô chung làm rô đó mọi người. Ôi ơi, chiều tà rồi mà thiệt mấy cá trê này quằn quá. Ơi 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 trời ơi, thắt lát rồi, đem lên anh em ơi, bự quá. Trời ơi trời, con thắt lát chúa, sợ nó xảy không dám lơ là luôn mọi người, dữ dằn thắt lát không mọi người, quá tuyệt vời. Tuy có chậm nhưng mà cũng hàng gọi là hàng Hugo như anh em. Quá sướng ngang. Giếp lào luôn, cái giếp lào luôn. Trời ơi trời ơi, tiếp tục rửa anh em ơi. Mùa rô cái gì vậy? Ê, ê, lóc cái thằng. Ê, ngăn. Phụ cái ngăn, phụ còn. Anh không biết, bự lắm, không biết con gì luôn. Bự. Má đừng xảy nghe trời. Nè cái bóc vô đây nè. Không nè, bây giờ em dở đi, anh bấm cho tại em không thấy thấy con nhợ. Nè, em cầm ở đây nè. Kìm luôn đi. Thắt lát cái gì? Ồ, đụng má cái gì bự vậy? Cứ bên liền, đừng suy nghĩ chuyện ngờ vậy. Ê, đâu được cửa hài đâu không? Ê, có dân cái nước anh. Không biết nữa. Sao nó không bung ra nổi ta? Anh móng cho anh thôi. Thôi kệ luôn, tại cái lưỡi liềm anh không dám, mà sợ đứt nhợ. Nhưng nó này quay sao? Ừ. Trời lên rồi. Thật lát trời ơi. Cái bự. Ôi, thật lát chà bá luôn em ạ. Dép lào. Dép lào. Là chung làm được một cặp đôi dép lào thái, chung tưởng nó lóc không mọi người, gật xuống hình như nè. Con này nó ăn đâu mà không xảy ra. Trong cái hàm trong. Trời, nó quýnh lên. Nó quýnh lên cái má trên luôn, cái mỏ trên á. Trời ơi, bự quá. Ôi ơi, được một cặp luôn nha, hai con. Quá sướng. Anh tính lóc không rồi trời. Đi chừng chứ đó. Ê, giờ nó nhấp giật mẹ đi. Ôi, nó nhấp á, anh giật á. Ừ, nhấp anh giật á. Ôi, đã anh em ơi. Ê, tài. Ôi, con này bắt được còn hơn lắm luôn á. Ôi, nó ăn lên cái nét trên luôn nè, thơm thiệt chứ. Vỏ trứng kiến cũng 150 cái luôn nha anh em ơi. Liềm cũng 150 luôn. Ba lát, ba rô. Giờ mà sập lên hai trê nữa, quá tuyệt vời luôn. Hầm thì im lên, nó đâu liên quan tới nước chứ không nước. Ê, trời ơi, trời gấp tôi thôi. Mũi quá mũi mà cá lên đèn không ăn anh em ơi, chết rồi. Tình hình thế là chết rồi. Thằng bạn con lấy cái phao đèn hộp cái coi. Cúp điện rồi bạn cái coi. Từ lúc phao đèn diễm ru rồi.
không cúp điện luôn. Mà mũi thì chích thiệt. Rồi chung với Ngân rút anh em ơi. Rồi hai anh em tính ráng lận miếng đặng để câu ngày. Rồi câu miếng đêm nữa mà rất quất à. Nè. Đây là phần cá trê của Ngân nha mọi người. Trê. Đó. Trê thác lát. Còn đây. Chung cũng có mấy thác lát giúp Lào rồi có trê có rô. Nói chung là tổng kết cả ngày nha mọi người. Cả ngày chứ không phải là buổi chiều câu cũng không được nhiều lắm, nhưng mà tổng kết là nhiêu đó đó. Chờ Ngân chắc nước ra cái chung review tổng kết ngày của Ngân coi số lượng rất dữ, hủ hồn cho anh em. Cái này chắc cũng phải tầm dặn 2-3 kg vậy đó. Quá sức thực lượng hôm nay. Rau bự không bao, hai anh em cũng lì lợm lắm mà mấy cá này cũng lì còn hơn chung với Ngân nữa. Ơi ơi, nó không chịu ăn giấc buổi tối ác thiệt, lên đèn công trong cúp điện cái mà không cúp được. Rồi tổng chào cả nhà nha Ngân, bye bye em trai, hẹn ở nhà ở clip kế tiếp nha mọi người. Nhấn chuông đăng ký để nhận được nhiều video của chung.